Xin chào các bạn đến với cái video này. Đây là cái video mà Lộc sẽ nói về cái chủ đề Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây là một cái chủ đề mà Lộc đã dự định là không bao giờ làm. Nhưng mà tại vì có người hỏi, và vì có người hỏi thì Lộc biết rằng là những người hỏi đó là những người đang lo lắng, đang lớn cấn, đang phân vân và đang không có kiến thức về năm chữ Hội Thánh Đức Chúa Trời, và họ cảm thấy hoang mang khi xã hội lại tồn tại một cái thứ gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời, thì nó sẽ khác gì với đạo Tin Lành? Người đạo Tin Lành nhìn nhận gì về vấn đề này? Thì đứng trên một cương vị là một người thầy truyền đạo, một người chia sẻ về Tin Lành, thì Lộc sẽ làm một cái video chi tiết để nói về việc Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn các bạn. Bước vào nội dung chính của video thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn, Lộc không muốn nói xấu bất cứ một ai, và Lộc không muốn nói xấu về Hội Thánh Đức Chúa Trời, và Lộc cũng không biết gì nhiều về Hội Thánh Đức Chúa Trời để mà nói xấu. Cho nên video này Lộc sẽ nói theo cái vị điểm, đứng ở tại vị trí của Tin Lành, đứng tại vị trí của một người truyền đạo Tin Lành, để lấy quan điểm nói về Hội Thánh Đức Chúa Trời mà thôi, chứ Lộc không nói xấu về Hội Thánh này. Và qua đây Lộc cũng muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là chúng ta không nên thấy một cái gì đó ở trong xã hội và chúng ta đưa cái đấy vào cái sự nói xấu, đưa cái đấy vào sự chỉ trích trách móc, rồi là đưa cái đấy vào cái sự vùi dập. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ trích trách móc, vùi dập một điều gì đó thì rất có thể chúng ta sẽ kích hoạt cái năng lượng của luật hấp dẫn, để chúng ta cũng sẽ gặt hái những cái năng lượng bị vùi dập, bị chê bai trái ngọc. Cho nên là không làm cái điều đó trong video này. Nên là sẽ không chê bai về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Lộc có 7 điều để nói về Hội Thánh Đức Chúa Trời nhé. 7 điều. Thì điều thứ nhất Lộc muốn nói về Hội Thánh Đức Chúa Trời, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời là một cái gì đó mà Lộc thấy mọi người gọi nó là tà giáo, hay gọi là tà đạo. Thì nói là tà thì có nghĩa là không phải là chính, tà có nghĩa là xấu, tức là không phải là cái chính, là cái chân thật. Chính thì là cái chân thật, còn cái tà thì là cái xấu. Thì mọi người đang gọi cái Hội Thánh Đức Chúa Trời là cái tà, và cái tà này có lẽ là đã bị nhà nước nó không tốt, nên là bị nhà nước của chúng ta dập tắt, và có thể nó đang phát triển ở đất nước khác. Còn ở Việt Nam thì hiện tại nó không thể phát triển được, và thậm chí là không thể ngóc đầu lên được. Rất có thể là vẫn còn một vài người âm thầm nung nấu cái mục đích của Hội Thánh Đức Chúa Trời, gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời này, nhưng mà nó gần như là không còn bị xóa sổ trên Việt Nam rồi. Và cái video này nó như là video muộn thôi, nói lại về Hội Thánh Đức Chúa Trời thì Lộc muốn về với các bạn, đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời nó không phải là một chân lý đạo. Còn nó là tà đạo hay không? Thì Lộc không biết, bởi vì Lộc không hiểu hết là nó tà ở chỗ nào, và Lộc cũng không từng quan tâm là nó tà ở chỗ nào. Nhưng Lộc dám đảm bảo với bạn là nó không phải là một chính đạo. Bởi vì nếu như nó là một chính đạo thì nhà nước đã không vùi dập nó. Nó là một tôn giáo thật sự, nó là một chính thể, nó là một chân lý, thì nhà nước sẽ không thể tìm được cách mà vùi dập nó được. Nếu như nó đã bị vùi dập, các điểm sinh hoạt tôn giáo khác vẫn được hoạt động mà Hội Thánh Đức Chúa Trời bị vùi dập, thì nó có nghĩa nó không phải là chính đạo. Còn tà đạo hay không thì cái này chúng ta phải để cho người vùi dập nó gọi nó, cho nhà nước gọi nó, hoặc là Lộc không gọi nó. Và Lộc nghĩ rằng các bạn là người theo Tin Lành, các bạn là người theo các tín ngưỡng, các bạn là người có tín ngưỡng có đạo, thì không nên nói ai là tà cả. Bởi vì nếu như bạn nói họ là tà thì người ta cũng sẽ nói bạn là tà mà thôi, đúng không? Khi bạn đứng ở quan điểm của bạn, đứng ở cái vị điểm bạn gọi người khác là tà, thì người ta cũng đứng ở vị điểm của người ta và người ta gọi các bạn là tà, đơn giản như vậy thôi. Và nó không muốn điều đó xảy ra, và chúng ta sẽ nhớ với nhau một điều như vậy. Cái này có thể nó sẽ không phải là chính, và Lộc nghĩ là chắc chắn không phải là chính. Bởi vì nếu như nó là chính đạo thì nó là tốt đạo, nó là chân lý đạo, thì nhà nước không thể nào vùi dập nó được, Thế thì tại vì sao trên đời này lại có những thứ cứ mọc ra rồi để nhà nước vùi dập? Trong cuộc sống này có những cái nó gọi là thật giả lẫn lộn, có thật và có giả. Đây là cái sự tồn tại tự nhiên, đây là sự tự nhiên của xã hội.
trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, và tự nhiên là nó sẽ tồn tại một cái thật và một cái giả, một cái đúng và một cái sai, một cái không, một cái tốt và một cái xấu, luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Có người tốt sẽ có người xấu, có một cái vùng đất này làm ăn tốt tươi, một cái vùng đất này trù phú, thì ngược lại có vùng đất khác thì lại hoang mạc, sa mạc. Đấy là cái sự tồn tại tự nhiên rồi. Và để kiểm soát cái sự tồn tại tự nhiên này, là cho cái tốt được phát triển, cho cái chính được phát triển, thì phải có một cơ quan chính phủ để cho, để ủng hộ, để xác nhận, để cấp phép cho cái chính, cái thiện được tiếp tục, còn cái xấu, cái tà hay là cái không phải là chính, cái mọc ngược ra thì nó sẽ bị nhà nước là cái cơ quan pháp chế để tập nó đi. Thì cái này nó là cái nguyên tắc tự nhiên, nó phải có như vậy. Thì đây là muốn nói về cái hội thánh Đức Chúa Trời. Đấy, các bạn phải hiểu như vậy. Các bạn sống, các bạn là một công dân tốt, đúng không? Và người khác là một công dân xấu, thì công dân tốt sẽ được ủng hộ, sẽ được khích lệ, sẽ được giúp đỡ, sẽ được nâng niu. Còn cái người xấu thì sẽ phải đi cải tạo, sẽ phải đi sửa chữa, sẽ phải đi dạy dỗ lại, rồi tất cả họ sẽ phải làm lại, đúng không? Thì nó là như vậy, cuộc sống này nó là như vậy. Và đây là một quy tắc tự nhiên. Và nên cho nên là Lộc muốn nói là khi đã biết được đây là một quy tắc tự nhiên thì chúng ta đừng vội gọi người ta là tà, gọi người ta là ác, gọi người ta là cái gì đó. Biết đâu sau này họ cải, họ sửa, sau khi bị nhà nước khiển trách, sau khi bị nhà nước răn đe, sau khi bị nhà nước và xã hội chỉnh đốn, thì họ tạo lập được cái hội thánh tuyệt vời ra, đúng không? Họ hội thánh tuyệt vời ra, đúng không? Thì cho nên là chúng ta không thể nào mà bây giờ chúng ta cứ thấy như vậy và chúng ta nói họ xấu họ được. Thế cho nên tại vì sao Lộc nói các bạn là cái chủ đề hội thánh Đức Trời là cái mà Lộc nghĩ rằng là không bao giờ làm, nhưng mà thôi thì vì các bạn hỏi nên là mình phải làm để các bạn không bị nhầm lẫn về chân lý đạo. Bởi vì chúng ta có đạo trong người thì chúng ta sẽ sống đúng trước khi chúng ta nhìn thấy cái sai của người khác. Đó. Thì đấy là nói về các bạn như vậy, tức là nói về quy luật tự nhiên. Điều thứ nhất, các bạn nhớ có thật có giả, có thật sẽ có giả, và có xấu thì sẽ có tốt, có tốt sẽ có xấu. Đấy là điều tự nhiên rồi, tự nhiên rồi. Và chắc chắn sẽ có một cơ quan pháp chế, có một chính phủ, chính quyền, một đảng, một lực lượng nào đó để, đúng không? Đấy, các bạn hiểu nhỉ? Để tăng cái tốt và giảm cái xấu, thì đấy là cái điều quan trọng của xã hội. Nó là tự nhiên, nó là cái thiên nhiên tự tại. Thì đấy là cái điều thứ nhất mình nói về hội thánh Đức Chúa Trời đã bị pháp chế. Thứ hai là nhìn theo góc điểm nhé, thần học, nhìn theo góc điểm thần học. Thì Lộc là một người học chỉ trung cấp thần học thôi, chưa cao. Nhưng với kiến thức trung cấp của mình và những gì mình đã nghiên cứu và tìm tòi thêm, thì Lộc khẳng định và tuyên bố với các bạn như này, đó là hội thánh Đức Chúa Trời là năm chữ nhé, không đúng trong Kinh Thánh. Và trong Kinh Thánh sẽ không bao giờ tồn tại năm chữ này đi cùng nhau. Các bạn nhớ lại, các bạn nhớ cho mình nha. Lộc khẳng định với các bạn này, năm chữ hội thánh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không tồn tại nó đi cùng nhau bao giờ. Không có cụm từ này trong Kinh Thánh. Hội thánh Đức Chúa Trời làm cụm từ không có trong Kinh Thánh. Và khi mà đọc cái từ hội thánh Đức Chúa Trời này, rất nhiều người sẽ đặt thêm một chữ của, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời, người ta sẽ hiểu nhầm, người ta sẽ hiểu sai nghĩa là hội thánh Đức Chúa Trời cũng là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong ngôn ngữ thần học đã viết là hội thánh Đức Chúa Trời thì là thánh Đức Chúa Trời, chứ không đặt chữ của vào, bởi vì đó là một tên của một giáo phái, tên của một hệ phái, tên của một nơi hoạt động cơ sở, thì làm sao chúng ta có thể là thích thì cho chữ của, còn thích thì không cho chữ của được. Nên là cách đặt tên các bạn rất là quan trọng. Không phải là người ta không có chữ của ở đây thì người ta ngầm hiểu đó là có chữ của, hội thánh của Đức Chúa Trời. Ta không thể hiểu ngầm hiểu như vậy được. Chúng ta không thể ngầm hiểu như vậy được. Và chúng ta phải hiểu là hội thánh Đức Chúa Trời tức là chỉ có 5 chữ thôi, không có 6 chữ, không phải là có chữ của nữa. Thì hội thánh Đức Chúa Trời là sai, trong Kinh Thánh không thể có 5 cái chữ này đi cùng nhau bao giờ. Và nếu như trong trường hợp các bạn hiểu là hội thánh của Đức Chúa Trời, thậm chí các bạn luôn luôn hiểu là nó là hội thánh của Đức Chúa Trời, thì cũng chỉ đúng được một nửa thôi. Bởi vì gần như trong Kinh Thánh không bao giờ có cụm từ là hội thánh của Đức Chúa Trời. Các bạn sẽ thấy nghịch lý không?
tất cả hội thánh tin lành, tất cả những nơi gọi là hội thánh đều thờ phượng Đức Chúa Trời, đều tôn vinh Đức Chúa Trời, đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng Lộc lại nói các bạn là hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ đúng một nửa ý nghĩa thôi, một nửa ý nghĩa đúng rồi, một nửa lại chưa chắc là đúng. Thực ra vì trong Kinh Thánh cũng có, các bạn là không nghiên cứu Kinh Thánh kỹ, hoặc bạn không được dạy dỗ kỹ, hoặc bạn không có cái quan tâm lớn nên các bạn không hiểu được. Nhưng Lộc sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Hội thánh của Đức Chúa Trời tức là hội thánh được sở hữu bởi Đức Chúa Trời, đúng không? Hội thánh được sở hữu phải bởi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói từ của, nó có nghĩa như vậy. Hội thánh của Đức Chúa Trời tức là được Đức Chúa Trời bảo trợ, bảo vệ và các thứ, đúng không? Nhưng trong Kinh Thánh, sự thật nha, hội thánh là của Đấng Christ Jesus, Đấng Christ Jesus Christ, Đấng Messiah, là Đức Chúa Jesus, là Đức Chúa Kế. Hội thánh nói đúng, không phải của Đức Chúa Trời mà của riêng Đấng Christ Jesus thôi. Anh em nhớ này, đây là cái điều chân lý vô cùng quan trọng. Hội thánh là của Đấng Christ, nó mới là đúng trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có cái cụm từ đó và chắc chắn là như vậy. Hội thánh là của Đấng Christ và Đấng Christ là Đấng sáng lập, Chúa Jesus Christ, Đấng Messiah, Đấng khải đạo, Đấng tạo lập và Đấng sáng lập hội thánh, và Chúa phán với Phi-rơ, môn đệ trưởng của Ngài. Ngài phán là ta sẽ tạo dựng hội thánh của ta trên vầng đá. Trên vầng đá, trên chính Ngài. Hội thánh là của Ngài. Ngài mới nói như vậy. Và khi Chúa tạo lập hội thánh như vậy và Chúa giao cái trách nhiệm cho Phi-rơ, Chúa nói là con có yêu ta không? Nếu con yêu ta thì con phải chăn dắt hội thánh của ta. Chăn dắt cái mà ta tạo lập. Vì ta sắp trở về cùng cha rồi, ta sắp lên thập giá, ta sắp chết rồi. Bây giờ con phải làm cái trách nhiệm nó thay cho ta. Thì đấy là cái mình cần nhớ như vậy. Đây là sự thật của Kinh Thánh. Cho nên là hội thánh là của Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, tức là ngôi hai của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thường nhầm hiểu nó gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng thực ra Đức Chúa Trời là nói về cả ba ngôi. Ba ngôi có sự đồng hành để thiết lập hội thánh. Và ta ngầm hiểu đó là hội thánh của Đức Chúa Trời thì ta hiểu nó chỉ đúng được một nửa thôi. Và phải nói chi tiết là hội thánh của Đấng Christ Jesus Christ nó mới là đúng. Và ta hiểu, và sau đó chúng ta hiểu là Đức Christ Jesus Christ là Đức Chúa Trời thì nó mới đúng. Vì thực ra là ngôi hai Thiên Chúa thôi. Nó ngôi hai được giáng xuống là người, nhập thể là người. Đâu đã từng có video chia sẻ với Đức Chúa Trời là ai, Đức Christ Jesus là hai, thế nào ngôi hai Thiên Chúa, thế nào Đức Chúa Trời ba ngôi, đã chia sẻ hết tất cả rồi. Và các bạn phải hiểu được cái này. Nếu chúng ta muốn đặt tên một hệ phái, muốn đặt tên một cái giáo phái, muốn đặt tên một cái hội thánh, muốn đặt tên một cái nơi sinh hoạt tôn giáo, các bạn phải đặt tên là hội thánh của Đấng Christ, hoặc hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ, hoặc hội thánh của Đấng Cứu Thế, hoặc hội thánh của Đấng Messiah, nó mới là đúng. Chứ không phải là đặt là hội thánh Đức Chúa Trời hay hội thánh của Đức Chúa Trời, đặt như vậy nó không đúng chuẩn Kinh Thánh 100% và tạo ra sự hiểu nhầm rất nhiều. Cho nên là cái tên này, ngay cái tên của cái hệ phái này, ngay cái tên của cái tôn giáo này, ngay cái tên của cái môn phái này, thì Lộc đã thấy là nó có vấn đề đấy. Để các bạn hiểu được, thậm chí các bạn hiểu nó là hội thánh của Đức Trời, nó chỉ đúng một nửa thôi, các bạn hiểu như vậy. Chúa Giêsu mới là Đấng tạo lập hội thánh, Chúa Giêsu là Đấng chết thay được hội thánh, Chúa Giêsu là Đấng bảo lãnh hội thánh, Chúa là Đấng siêu là mở ra hội thánh, và Chúa Giêsu giao hội thánh cho các sứ đồ, cho các môn đệ, và bây giờ nó là các mục sư. Bây giờ những người tiếp tục cái chức vụ được Chúa kêu gọi, họ nhận được sự kêu gọi của Chúa qua linh, và họ biết là Chúa kêu gọi mình, họ tiếp tục chăn dắt hội thánh. Thì đấy là cái mà đấy là cái này gọi hội thánh. Hội thánh có nghĩa là gì? Hội thánh có nghĩa là hội tức là một nhóm người được biệt riêng ra thánh, hoặc được lên thánh, hoặc được tạo lập nên thánh bởi dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Cho nên khi đã gọi hội thánh thì là gọi về những một đám người đã được Chúa Jesus mua chuộc được, một đám người đi theo Chúa Jesus, một đám người biết về Chúa Jesus, một đám người tin về Chúa Jesus, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Còn nói khi mà chúng ta nói về Đức Chúa Trời nhé, cái cụm từ Đức Chúa Trời này, thì Đức Chúa Trời chúng ta phải nhớ là Đức Chúa Trời là của người Do Thái. Chúng ta nhớ là Đức Chúa Trời là của người Do Thái, và người Do Thái hay là tạo Do Thái hay là Do Thái giáo, tôn giáo của người Do Thái, thì đó mới là tôn giáo của người Đức Chúa Trời. Thì đó là tôn giáo của Đức Chúa Trời. Người Do Thái là người của Đức Chúa Trời. Chúa lập giao ước luôn với Abraham luôn. Dòng dõi ngươi sẽ thuộc về ta. Người ai chúc phước cho các ngươi sẽ là chúc thì sẽ được ta chúc phước lại. Ai rủa xả các ngươi, ta sẽ rủa xả lại. Vì các biệt riêng của dân thánh dành cho ta, họ sẽ thờ phượng ta. Và ta kết hợp với các ngươi bằng giao ước này, các ngươi phải cắt đi, cắt dương bì, cắt ba quy đầu. Tôi muốn chia sẻ các bạn. Nói về Đức Chúa Trời thì phải nói về đạo Do Thái và Do Thái giáo, tức là những gì trong Kinh Ký Ước mà Môi-se
là một vị tiên tri tuyệt vời của Chúa viết lại. Đây là một điều quan trọng nhất trong cái tín ý, trong cái niềm tin, trong kiến thức về thần học, kiến thức về tôn giáo để các bạn phải biết được. Các bạn hiểu đã nói với Đức Trời thì nó chủ yếu là nói về ba ngôi Đức Trời, và ba ngôi Đức Trời thì chủ yếu là nó thuộc về người Do Thái. Còn đối với chúng ta thời điểm bây giờ thì chúng ta chủ yếu là khi chúng ta nhắc về đạo Tin Lành, nhắc về Hội Thánh thì nó nhắc về Chúa Giêsu là được chết thay cho chúng ta, và Chúa được Đức Thánh Linh phục sinh để chúng ta cũng sau này cũng được sống giống như Chúa Giêsu phục sinh về nước thiên đàng, và Đức Thánh Linh hiện tại đang vận hành giữa vòng Hội Thánh và giữa vòng chúng ta để tạo cho chúng ta cuộc sống mới, để tái sinh chúng ta và ban cho những quyền năng, quyền phép. Và sau này chúng ta về với thiên đàng thì người xét xử chúng ta, đứng xét xử chúng ta cũng là ngôi hai Thiên Chúa, tức là trên con của Đức Trời, tức là Đức Chúa Giêsu quyết là đứng quyết định chúng ta có được vào thiên đàng hay không. Còn nói về Đức Chúa Trời thì chỉ dành riêng cho người Do Thái thì là đúng hơn. Còn tất cả thế giới là người ta nên nói về Đức Chúa Giêsu quyết. Thì thần học mình sẽ chia sẻ sâu sắc hơn, nhưng đây để chia sẻ các bạn đó là cái tên đã nói lên là sai rồi, cái tên đã nói lên là không đúng rồi, cái tên đã nói lên là gây nên sự tranh cãi, hiểu nhầm ngay từ cái tên rồi. Đó, thì đây là cái điều mà Lộc muốn chia sẻ, nhắc đến nhắc lại mà đây là cái điều quá đấy. Các bạn có muốn chia sẻ gì thêm thì hãy comment dưới video này. Thì ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời có một số những cái nó sai lầm, và có thể các bạn đã biết khi bạn xem YouTube ở các kênh khác, ở các video khác, hoặc các bạn đọc các bài báo viết về Hội Thánh Đức Chúa Trời là họ hoạt động thế này, họ hoạt động thế kia, và họ cái điều này điều sai, điều nọ điều sai. Thế nhưng Lộc muốn chia sẻ với các bạn này, và các bạn nhớ một cái kiến thức duy nhất này thôi, tất cả những cái nào được gọi là Hội Thánh, cái nào được gọi là Hội Thánh nhé, thì bắt buộc phải được cứu về thiên đàng, bằng huyết của Chúa Giêsu Christ và sự phục sinh của Ngài, sự sống lại của Ngài. Tất cả phải làm trên cái điều này. Tất cả những cái được gọi là Hội Thánh thì phải được mua bằng sự chết và sự sống lại của Chúa. Còn ai nói với các bạn là bạn phải học thuộc cho mình, phải nhớ cho mình và không bao giờ quên, đó là bởi Chúa Giêsu Christ, bởi Chúa đã chết thay cho tôi và Chúa sống lại. Bởi Chúa đã chết thay tôi trên thập giá và Ngài phục sinh sống lại và Ngài đợi mang tôi về thiên đàng. Đây là cái nguyên tắc lớn nhất và đây là cái cách duy nhất để tôi bước được vào thiên đàng. Không phải là do tôi kiêng ăn, không phải là do tôi mặc áo lễ, không phải là do tôi trùm đầu, không phải là do tôi làm điều tốt này hay làm điều lành kia, không phải là do tôi làm bất cứ một việc gì khác để tôi được vào thiên đàng. Không phải là tôi phải đi tế lễ vào ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật, tôi phải đi thờ phượng vào ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật, hay tôi phải nhóm lại bao nhiêu tiếng một ngày, tôi phải cầu nguyện bao nhiêu tiếng một giờ, tôi phải cầu nguyện vào ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật, tôi không cần thiết. Tất cả cái đấy tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là tôi được cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Các bạn nhớ như vậy. Còn tất cả những cái khác được bổ sung vào là do các bạn biết ơn Ngài đã chết thay cho các bạn thôi, chứ không phải là nhờ vào cái việc tôi ăn mặc thế này, nhờ vào cái việc tôi được kiêng ăn thế này, tôi được cứu vào thiên đàng. Không có chuyện đó. Các bạn nhớ này, bạn được cứu, được về thiên đàng, được mua chuộc, được về thiên đàng là bởi Chúa đã chết thay cho bạn và sống lại để xét xử bạn, đón chờ bạn ở trên thiên đàng. Chứ không phải là Thánh đồ Phaolô dạy tôi phải cắt tóc, tôi không được, nếu tôi để tóc dài thì tôi không vào thiên đàng. Không có chuyện đó. Hay là Thánh đồ Phaolô dạy tôi là phải mặc áo lễ, hay là phải trùm đầu đi nhóm, trùm đầu khi thờ phượng Chúa, trùm đầu khi sinh hoạt tôn giáo thì tôi được vào nước thiên đàng. Không có chuyện đó. Đọc đó là không có chuyện đó. Có thể chuyện đó xảy ra với cái người ở cái thành nào đó, ở cái người đó, cái có thể cái trong thời điểm nào đó, hoặc cái chuyện đó có thể xảy ra ở một cái đất nước nào đó, trong một cái năm tháng nào đó, hoặc là nó có thể xảy ra ở người Do Thái. Nhưng cái đấy là cái việc của người Do Thái. Còn cái việc của tôi là được mua, được chuộc, được cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu nói rõ ràng như này trong Kinh Thánh mà các bạn cứ nhầm là như nào nhỉ? Chúa nói đó là không bởi ta, không ăn máu ta, không ăn thịt ta, các ngươi không bao giờ vào được tức thiên đàng. Đây là cái điều quan trọng. Và Chúa nói cái thứ hai đó là các ngươi không được tái sinh bởi Đức Thánh Linh thì các ngươi không được vào được thiên đàng. Các bạn phải nhớ như vậy thôi. Tức là không bước qua sự chết của Chúa,
thân xác của Chúa vỡ ra, máu của Chúa chảy ra, và không bởi Đức Thánh Linh, không bởi Thánh Linh ban cho quyền phép để chúng ta được phục sinh, được sống lại, thì không bao giờ ta được vào nước thiên đàng. Các bạn nhớ cho mình hai điều này thôi: sự chết và sự phục sinh. Còn tất cả cái khác mà nói thêm vào thì là do các bạn biết ơn Chúa đã chết thay các bạn, do biết ơn Chúa đã ban quyền năng Thánh Linh cho các bạn thôi. Và chúng ta thực hiện cái điều đó, thực hiện cái nghi lễ đó bằng theo cái ý nghĩa là tượng trưng tưởng nhớ. Cả các bạn dâng tiền, dâng hiến, quyên góp hay làm bất cứ điều gì đều là vì các bạn biết ơn Chúa đã chết thay các bạn, vì là các bạn làm người tu đạo, vì là người các bạn theo Chúa Jesus Christ, chứ không phải là nhờ vào những cái việc này đó, việc tốt đó mà các bạn được lên thiên đàng. Bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một cái gọi là Đức Chúa Trời Mẹ hay là một hội thánh tin lành mà gạt, mà nói rằng là phải làm thế này, phải làm thế kia để vào nước thiên đàng, đều sai hết, đều sai hết. Bạn không phải làm gì cả, Chúa đã làm hết tất cả rồi. Phúc âm tin lành có nghĩa là gì? Tin lành có nghĩa là Chúa đã làm hết tất cả các tin tức ấy cho bạn rồi. Tin lành có nghĩa là tất cả những điều lành để bạn vào nước thiên đàng, Chúa đã làm hết cho bạn rồi. Bạn không phải làm gì hết, bạn không phải làm bất cứ cái gì nữa. Bạn chỉ cần nhận lấy và vào nước thiên đàng thôi. Bạn chỉ cần nhận lấy sự chết và sự phục sinh của Chúa để vào nước thiên đàng thôi. Còn tất cả những việc khác các bạn làm là do nó phát sinh từ cái việc đó là bạn biết ơn Chúa. Bạn biết ơn Chúa, bạn yêu Chúa nhiều đến bao nhiêu thì bạn làm bấy nhiêu thôi. Như Lộc biết ơn mẹ của Lộc biết ơn mẹ của Lộc mua xe cho Lộc biết ơn mẹ của Lộc xây nhà cho Lộc vào, Lộc biết ơn mẹ của Lộc sinh trưởng Lộc, nuôi dưỡng Lộc, dạy dỗ Lộc biết ơn. Và bây giờ Lộc trả ơn Lộc làm điều này điều kia, Lộc làm rất nhiều điều, nhưng không phải nhé, là nhờ Lộc làm những cái điều đó, nhờ làm điều đó mà mẹ Lộc yêu Lộc, hoặc là nhờ vào những cái việc làm đó do Lộc đã hiếu đạo hay đã ban ơn cho mẹ Lộc thì mẹ Lộc mới xây nhà cho Lộc. Không phải, mẹ Lộc đã xây nhà trước khi Lộc làm cái điều đó, và nó có trước. Cái tin lành nó cũng là như vậy, sự cứu rỗi của các bạn phải có trước. Cái sự bạn thuộc về thiên đàng, được về với Đức Chúa Trời, được về với thiên đàng, được cứu rỗi và không phải xuống địa ngục, nó phải có trước khi các bạn làm tất cả mọi điều khác là cái sự xảy ra sau. Mẹ Lộc đã mua xe trước khi Lộc có thể báo hiếu cho bà ấy, cũng như vậy đến với Jesus Christ cũng là như vậy. Chứ không phải là các bạn phải làm điều này trước thì Chúa mới cho các bạn vào thiên đàng. Không, các bạn không phải làm điều gì hết. Chúa cứu các bạn trước khi các bạn có thể làm mọi sự, trước khi các bạn chưa sinh ra thế gian và mọi sự chưa được tạo dựng lên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa đã đứng ở trời và Ngài đã nhìn thấy bạn từ trong lòng mẹ bạn, và Ngài lập ra một kế hoạch để cứu bạn, để yêu bạn trước khi bạn sinh ra. Và Ngài chuẩn bị sẵn nước thiên đàng cho các bạn từ trước khi tạo dựng cái trái đất, và Ngài phán đi phán lại điều đó. Rất nhiều cái câu chuyện Ngài nói là ta đi để chuẩn bị sẵn các đường chưa ở. Các ngươi sẽ trở về với ta, hãy bước vào nước thiên đàng mà đã chuẩn bị các con từ trước khi trở thành trái đất rồi. Chúa chuẩn bị sẵn rồi, Chúa giống như là mẹ các bạn, bố các bạn, ông bà các bạn, yêu các bạn, chúc phúc cho các bạn, nuôi dưỡng các bạn trước khi bạn có thể nuôi dưỡng hay chúc phúc cho họ, trước khi bạn có thể bao hiếu cho họ đã ban cho các bạn rồi. Bạn phải nhớ vậy. Nên là tất cả những điều gì dạy các bạn ngược lại với chân lý tin lành như vậy thì là sai nhá. Là sai. Bạn được cứu về thiên đàng là sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ, tức là bởi Đức Chúa Jesus Christ và quyền năng Đức Thánh Linh làm cho Chúa Jesus Christ sống lại, các bạn được vào thiên đàng. Tất cả những ai mà nói các bạn phải dâng hiến từng đời tiền để vào nước thiên đàng, phải dâng hiến điều này vào nước thiên đàng, phải nhóm thứ 7 mới được vào nước thiên đàng, phải đội áo lễ đi nhóm mới được vào nước thiên đàng, phải cắt tóc ngắn mới được vào nước thiên đàng, phải làm cái điều gì mới vào nước thiên đàng, tất cả những cái là sai hết. Đọc nói bạn không bao giờ đúng. Không được. Hãy nhớ được. Đây là cái cốt bản, cái đây là cái cốt, đây là cái cốt để các bạn nhớ. Còn các bạn sẽ hỏi là em bị phạm tội hay bị phạm tội kia, em được vào nước thiên đàng hay không, thì bạn nhắn riêng cho Lộc, Lộc dẫn riêng của bạn. Cái mà các bạn đang làm ấy, nó đi ngược lại với cái điều mà bạn đang tin. Tức là bạn tin, bạn nói là tôi tin Chúa Giêsu đã chết thay cho tôi, nhưng bạn lại sống ngược lại với cái mà bạn tin thì là bạn xuống địa ngục, thì cái đấy không nói. Hoặc là bạn tin rằng là Đức Thánh Linh là đấng phục sinh tái sinh thôi, nhưng bạn sống ngược lại với cái quyền năng của Đức Thánh Linh để phục sinh các bạn thì các bạn xuống địa ngục, thì cái đấy không nói. Các bạn muốn sâu sắc hơn về cái điều đấy, muốn sâu sắc hơn, chi tiết hơn, ví dụ các bạn hỏi là thủ dâm có bị xuống địa ngục hay không, thì các bạn hãy nhắn tin riêng của Lộc sẽ không nói trong video này, mà video này Lộc đang nói riêng về hội thánh Đức Chúa Trời thôi. Cho nên là Lộc sẽ tư vấn sau về cái vấn đề đấy. Các bạn hãy comment dưới video hoặc nhắn tin cho Lộc sẽ làm những cái video theo cái câu hỏi của các bạn
để các bạn để hiểu được làm sao là các bạn phải vào lớp thiên đàng. Cái đấy là điều quan trọng nhất. Chúng ta theo Chúa, theo đạo mà không được vào lớp thiên đàng thì đấy là điều thiệt thòi nhất của cuộc đời. Thà rằng chúng ta không biết về Chúa còn hơn, còn sướng hơn. Đó. Thì đấy là muốn chia sẻ các bạn. Còn đã biết về Chúa thì hãy biết tường tận, biết chính xác, biết cốt lõi đấy, để cho các bạn hiểu được đấy, những cái gì nó liên quan đến việc vào lớp thiên đàng, những gì không liên quan việc vào lớp thiên đàng. Là cũng đã đều nói rất nhiều, cả cái kiếm tiền hay làm giàu hay tại sao người giàu cũng được vào lớp thiên đàng, cái này nó cũng đã làm tất cả video để nói rồi. Thì các bạn hãy nhớ như vậy. Thế cho nên là cái sai lầm của Hội Thánh Đức Chúa Trời nó cũng giống như sai lầm của những cái khác, là cố gắng loại bỏ sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Cố gắng loại bỏ cái này, cố gắng loại bỏ cái gọi là tin lành, cái gọi là phúc âm mà họ không có biết, không có để ý ra. Và chính vì cái điều này được tạo lên thì Lộc muốn nói về một cái thứ tư, đó là cái hệ lụy. Thứ tư là hệ lụy mà cái Hội Thánh Đức Chúa Trời đã mang đến. Giống như tin lành và Thiên Chúa Giáo đều được gọi chung là người Cơ Đốc, tức là người theo đạo Thiên Chúa, hay còn gọi là đạo Công Giáo. Đạo Công Giáo và đạo Tin Lành có rất nhiều người là họ đã có cái hệ lụy nào họ không hiểu tại sao lại cùng một Chúa Giêsu mà lại có hai cái tôn giáo để thờ phượng Chúa Giêsu, và bây giờ tự dưng nó lại mọc lên một cái gọi là Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, rồi là cái gì đó cũng liên quan đến thờ phượng Chúa, cũng liên quan đến Chúa Giêsu, cũng là cái thờ phượng, cũng là cái nhóm như thế này cũng thế này. Và tại sao cái nhóm ở cái chỗ này người ta thờ cái kiểu này, người ta cúng cái kiểu này, cái nhóm ở bên kia lại không cúng cái kiểu này, không thờ cái kiểu này? Thì họ đang bị một cái hệ lụy xảy ra là họ quá hoang mang và họ nghĩ rằng là dường như Chúa không có thật, và họ nghĩ rằng là dường như các tôn giáo ở đấy nó cứ xung đột nhau thế này thế nọ, và họ hoang mang, nó tạo ra cái hệ lụy tôn giáo chỉ là một cái gì đó để câu dẫn và để lôi kéo con người ta mà thôi. Và đây cái hệ lụy, cái hệ lụy mà Hội Thánh Đức Chúa Trời đã tạo ra khiến cho rất nhiều người hiểu nhầm về tin lành, rất nhiều người hiểu nhầm là tin lành cũng là một cái gì đó đội lốt giống như Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thế nên là muốn nói các bạn từ đầu đó, khi các bạn đứng ở quan điểm cái vị điểm các bạn để nói về người khác là tà, thì người ta cũng đứng ở vị điểm và quan điểm người ta để nói các bạn là tà thôi. Cho nên chúng ta muốn được cứu vào lúc thế nào, chúng ta phải tự chúng ta đi tìm thầy mà hỏi. Muốn đạo là đường đi mà, ta phải tìm một người dẫn ta vào con đường đó. Bởi vậy các bạn phải tìm đúng thầy, chứ đừng để những cái hệ lụy, những cái hệ lụy của nó ảnh hưởng đến cái niềm tin, cái hiểu biết của các bạn, để những cái hệ lụy của nó nhá, hệ lụy của nó khiến cho các bạn bị cản trở và bị rối loạn trong cái việc tìm kiếm con đường chân chính, tìm kiếm cái đạo chân lý để vào lúc này. Thì đây là cái mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Và cái thứ năm Lộc muốn hướng dẫn cho các bạn là làm sao để cho các bạn có thể tìm thấy những Hội Thánh Tin Lành tốt. Thì Lộc đã nói từ đầu rồi, có tốt thì có xấu, đúng không? Có thật thì có giả, và sẽ có một cái cơ sở chính quyền pháp lý để ủng hộ phát triển, đúng không? Ngày xưa nhá, ngày xưa cái được gọi là chính đạo như các bạn vẫn đang gọi đấy, chính đạo nhưng mà kép đi, cái được gọi là tin lành như các bạn vẫn đang gọi ngày xưa nhá, chưa từng được chính phủ công nhận. Hệ phái Ngũ Tuần cũng vậy, hệ phái Trưởng Lão cũng vậy, hệ phái Phúc Âm Toàn Vẹn cũng vậy thôi nhá. Gần 30 năm hoạt động không có nhà nước công nhận, không có pháp quyền, không có được chính phủ công nhận, nhưng họ vẫn hoạt động. Và những ngày xưa có những người bị nhốt tù, bị mắng chửi, bị chèn ép, bị làm khó khăn, bị làm khó khăn, dù họ vẫn mang cái tên chính đạo như chúng ta đang gọi bây giờ, ngày đấy vẫn bị chính quyền đàn áp. Cho nên để trả lời cái được gọi là làm sao để tôi tìm thấy cái chính đạo, cái đạo để tốt đẹp để tôi theo, thì các bạn phải tìm, thì các bạn phải chủ động nhá, chủ động tìm hiểu tất cả mọi nơi để theo, tìm hiểu chủ động tất cả, tìm hiểu mọi nơi để theo. Lộc đã chủ động tìm hiểu tất cả những cái hội thánh, tất cả những hệ phái, tất cả những nơi để theo, và Lộc dừng lại ở Hội Thánh hệ phái Ngũ Tuần. Bạn nhớ như vậy, Lộc được gọi là người chiên nhiều chuồng, tức là cái chuồng nào mình vào để mình thử xem là cái nơi nào là chính đạo thì mình ở lại. Lộc là người như vậy. Bởi vì trước đây làm gì có cái giấy tờ pháp lý pháp quyền nào
công nhận một cái nơi nào là chính đạo luôn, không bao giờ có, chỉ cách đây vài năm trở về đây mới có thôi. Thế cho nên bây giờ cái phương cách để các bạn tìm thấy cái được gọi là chính đạo thì các bạn phải tự trải nghiệm. Cái gợi ý của Lộc đó là hãy tìm xem những cái cơ sở tôn giáo nào, những cái nơi nào đã được nhà nước cấp phép nhé, những cái nơi nào, những hệ phái nào đã được nằm trong danh sách được nhà nước cấp phép, các bạn tìm hiểu trước. Các bạn thấy nó là đúng thì các bạn ở lại. Đấy là cái hướng dẫn của mình, hướng dẫn tục linh. Đây là cái hướng dẫn tục linh của Lộc. Đây là cái hướng dẫn tục linh của mình. Đấy, còn các bạn nào ở Hải Phòng, các bạn ở Hải Phòng nhé, Hải Phòng Việt Nam, thì các bạn inbox cho Lộc, chúng ta có thể gặp nhau. Ok, Lộc sẽ hướng dẫn các bạn. Và cái điều thứ 6 mà mình muốn nói với các bạn đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời đã để lại những hệ lụy, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời có để lại những cái lợi ích nào không? Hội Thánh Đức Chúa Trời có để lại lợi ích nào không? Thì Lộc nghĩ rằng có. Tất cả mọi thứ trên đời này có tốt sẽ có xấu, đúng không ạ? Không thì không cái gì xấu hoàn toàn đâu. Cũng giống như câu nói là trong họa thì có phúc, mà trong phúc là nơi ẩn mình của họa, nơi tiềm tàng của họa mà thôi. Cho nên là có thể là các hệ phái Tin Lành, những người theo Tin Lành sẽ thấy rằng là cái Hội Thánh Đức Chúa Trời đã để lại những cái điều xấu trên cái Tin Lành của mình, trên cái gọi là chính đạo, tức là họ đã để lại những cái hệ lụy. Nhưng Lộc lại nhìn thấy một cái tích cực, một con mắt tích cực như này, đó là khi có những cái tà đạo, những cái không phải là chính đạo, đó là khi có những cái không phải là chính đạo, khi có những cái nó làm hại đến con người, khi có những cái ảnh hưởng đến xã hội, khi có những cái mà khiến cho pháp luật phải vào cuộc, nó khiến cho nhá, tự dưng người ta bắt đầu quan tâm về tôn giáo nhiều hơn, và tự dưng người ta bắt đầu quan tâm về cái liên quan đến Đức Chúa Trời, liên quan đến Tin Lành, liên quan đến Chúa Giêsu nhiều hơn, và biết đâu qua những cái nhầm lẫn đó mà họ cũng được cứu thì sao, hoặc ít nhất thì không thì cũng tạo nên những cái dấu ấn nhất định hoặc sự nổi tiếng nhất định. Và Lộc nghĩ rằng nhá, cái sự ảnh hưởng của Hội Thánh Đức Chúa Trời, sự ảnh hưởng của nó nhé, còn lớn hơn hai lần của ông Frank Cunningham ấy, là con trai của ông Billy Graham, về Việt Nam giảng đạo. Cái chương trình của ông Frank Cunningham ấy nó rất là lớn nhất từ trước trong lịch sử ở tại Việt Nam liên quan đến Tin Lành. Nhưng mà nó không ảnh hưởng xã hội và không để lại dư chấn và không để lại tác động lâu dài bằng năm chữ Hội Thánh Đức Chúa Trời hay là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Lộc đã đảm bảo các bạn. Cho nên đây là cái lợi ích mà chúng ta phải nhìn thấy. Và tất cả những người nào đang hiểu nhầm là bởi ảnh hưởng từ cái hệ lụy của nó, các bạn sẽ có cái duyên cớ để làm cái mở bài nói cho họ cái mà các bạn tin là chính đạo. Cho nên chúng ta nhìn mọi thứ ở cái con nó tích cực, nhìn như vậy. Nó là cơ hội, phương cách, là thời điểm để chúng ta truyền đạo như thế này. Có thể là Đức Chúa Trời ở trên trời kia, có thể là chính Ngài nhìn thấy rằng chúng ta quá ít khi nói về Đức Giêsu Christ, có thể Ngài nhìn thấy rằng chúng ta quá ít khi chia sẻ về đạo, có thể Ngài nhìn thấy rằng chúng ta rất ít chia sẻ nói với nhau rằng là nhờ Chúa Giêsu đã chết thay, đã sống lại để cứu bạn. Quá ít khi ta nói về phúc âm và Tin Lành, cho nên Chúa mới tạo ra những cái như thế này, và Chúa cứ để cho nó phát triển, hoặc Chúa không cần quan tâm nó, để cho nó tồn tại và tạo nên cái tâm điểm, làm cái cơ hội để Tin Lành được truyền ra, làm cái cơ hội để phúc âm được truyền ra, làm cái cơ hội để sự chết và sự sống lại Chúa Giêsu được nhắc đến. Vì các bạn lười truyền đạo, vì các bạn lười truyền giáo, vì các bạn cho nên là Chúa phải làm. Nên là các bạn cứ nói là tại sao Chúa không truyền đạo mà các ngươi phải đi truyền đạo. Chúa có làm đấy, thôi ta phải nhìn như vậy. Chúa làm nhiều cách lắm, và trong lĩnh vực tục linh thì Lộc sẽ chia sẻ sau Chúa sẽ làm bằng những cách nào. Đấy là cái thứ 6 mà Lộc muốn chia sẻ các bạn, là chúng ta đôi khi nhìn vào một việc, chúng ta đừng nhìn những cái hướng tiêu cực, hãy nhìn những cái hướng tích cực. Cả cái ngay cái việc Hội Thánh Đức Chúa Trời, cái vấn đề Hội Thánh Đức Chúa Trời đã mang lại những cái lợi, thì ta cũng nhìn theo hướng tích cực và phát triển, khai thác cái sự tích cực đó tăng lên đó. Để chúng ta từ đấy chúng ta làm chứng về đạo của Đức Chúa Trời và có thêm nhiều người được cứu và nước thiên đàng, và lẽ thật của Chúa được bày tỏ sáng tỏ hơn. Phần thứ 7 là phần cuối cùng mà Lộc soạn ra để nói về cái vấn đề Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thì phần thứ 7 này Lộc nói
nó có tên, đó là liệu sau này sẽ có những cái không phải là chính đạo giống như Hội Thánh Đức Chúa Trời được tạo lập hay không, liệu sau này nó sẽ có phát sinh hay không, liệu sau này sẽ có những cái giống như này, tương tự như này, dẫu biết là sai thì người ta vẫn mù quáng lao vào hay không. Và Lộc nói với các bạn là chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có. Và trong toàn bộ lịch sử Kinh Thánh và trong toàn bộ lịch sử Hội Thánh phát triển ở tại nước ngoài, Hội Thánh phát triển ở tại Đông Nam Á, Hội Thánh phát triển ở tại Châu Á, Hội Thánh phát triển ở tại Việt Nam, tức là trong lịch sử, nói chung trong lịch sử đã từng có rất nhiều, rất nhiều các tà giáo, các hệ phái, các môn phái được mở ra làm gây rối loạn như thế này, rất nhiều tà. Và ngay từ thời điểm đầu của các thánh đồ, từ những năm mà Chúa Giêsu mới khải đạo, mới mở đạo, thì đã có gọi là giáo sư giả, rồi là tiên tri giả, đội nốt chiên đã có rồi. Tức là từ ngày có, bắt đầu có đạo Tin Lành, từ lúc sơ khai, lúc mới khải đạo, lúc mới có những hội thánh đầu tiên đã có rồi, chứ không phải là cho đến tận bây giờ mới có. Nên sau này chắc chắn sẽ lại tiếp tục có mà thôi. Và các bạn không thể cản được đâu, có tốt sẽ có xấu. Nên các bạn hãy nhớ lời của Lộc, các bạn không cần quan tâm là sau này nó có cái gì sẽ mọc ra và nó sẽ đặt tên là gì, không quan tâm. Các bạn chỉ cần biết là tôi được cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho tôi, và Ngài được sống lại bởi quyền năng Thánh Linh sẽ chờ đợi tôi về nhà, tôi sẽ nhận lấy quyền năng để phục sinh. Nhớ như vậy các bạn sẽ được vào được thiên đàng. Còn sâu sắc chi tiết thì chúng ta sẽ đi ngó, sẽ học tín lý, sẽ học các chương trình của linh, hướng linh, để các bạn được giải quyết vấn đề riêng tư của mỗi người. Đấy. Làm sao để chúng ta tiếp tục con đường vào được thiên đàng được tốt. Còn câu trả lời cho việc là liệu sau này có những cái như thế này, có những cái gọi được gọi là tà giáo, có những cái gọi là tiên tri giả, giáo sư giả, họ sẽ phát triển ra những cái mê hoặc lòng người như thế này không, thì Độc nói các bạn không phải là liệu mà là chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ xảy ra. Nên cho nên là chúng ta phải cảnh tỉnh. Và Chúa Giêsu đã dạy một cái nguyên tắc như thế này: nhìn trái thì biết cây, các con cứ xem cái hành động, cái việc làm của họ, cái lối sống của họ, các con cứ xem cái lời của họ nói ra thì các con sẽ hiểu được cái mục đích trong lòng của họ và họ là thật hay là giả. Chúa Giêsu đã dạy như rồi. Và cách thứ hai để chúng ta nhận biết được cái nào là con đường chính đạo, chúng ta phải nhớ Chúa Giêsu đã dạy này: ta là cánh cửa để các ngươi phải bước vào. Nếu như ai vào mà không đi qua Chúa Giêsu thì là giả mạo, là trộm cướp, là cướp bóc, là trộm cắp. Các bạn nhớ như vậy. Tất cả những cái được gọi là hội thánh, tất cả những cái được gọi là tin lành, tất cả những cái được gọi là chính đạo, tất cả những cái được gọi là con đường vào nước thiên đàng phải có Chúa Giêsu ở đó, và phải đi ngang qua sự chết và sự sống lại của Ngài, quyền năng Đức Thánh Linh để Ngài sống lại. Nếu như không phải là cánh cửa Jesus Christ, tất cả là trộm cướp, tất cả là trộm cắp, tất cả là giả mạo. Cho nên là một lần nữa nhắc các bạn phải nhớ chi tiết, ai nói các bạn là phải làm điều này, phải làm điều kia thì mới được vào lưỡng thiên đàng, đó là sai bét hoàn toàn, sai chật hoàn toàn, không bao giờ đúng. Chúa Giêsu nói là phải qua cửa, là ta là cái cửa, các người phải qua ta. Nếu như người ta dẫn các bạn đi qua một cánh cửa khác đó, và họ nói là phải đi qua cánh cửa này mới vào nước thiên đàng, thì không có chuyện đó. Các ngươi phải thờ phượng ngày thứ bảy để vào nước thiên đàng, không có chuyện đó. Lộc không bao giờ làm này, lộc không bao giờ làm này, càng nói lộc sẽ không làm. Bạn phải nhớ như vậy. Chúng ta có một cửa thôi, Jesus Christ. Hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Bye bye.